Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các quý vị và các bác nhé. Lại làm đây thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại về cho các bác xem hai máy cơ xích hàng tuyển sưu tầm các bác nhé. Hiệu này là hiệu Echo Curit. Đó, một con Echo Curit này CS3411 và một con CS300. Hai chiếc máy hàng tuyển chất lượng luôn các bác nhé. Đó, và giá hiện tại hai con này thì em bán với giá con CS3411 này là có tích hợp luôn làm Latin. Đó, làm Latin luôn các bác nhá. Còn con CS 300 kia là làm bánh xe. Đó, và con này hiện tại thì em bán với giá là 3.100.000. Đó, còn con này em bán với giá là 2.9. 2.9 các bác nhá. Và hai giá đó là đã em đã hoàn toàn miễn phí ship rồi và được tặng kèm phụ kiện. Đó, các bác nào ưng ý con nào thì nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhá. Hiệu cơ xích Echo Curit. Đó, hai con thì cực kỳ xuất sắc luôn. Con nào cũng đẹp cả. Đó, các bác nhìn nào. Con này thì em lên chỗ bác luôn một sợi xích mới luôn rồi các bác nhá. Về các bác sử dụng thì không phải lan tan gì cả. Đó, con này thì tích hợp luôn làm Latin. Nhiều các bác hay hỏi hệ cơ xích Latin đây. Đó. Thì các bác thử xem video có ưng ý con nào thì nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Hai con, một con là 3.1.000.000, một con là 2.9.000 các bác nhá. Đó, công suất của hai con này thì nói chung là nó cũng ngang ngang nhau cả thôi. Đó, công suất của nó là 35cc các bác nhá. 35cc. Đây, em sẽ gỡ phần vỏ ra cho các bác xem nội thất của bên trong em nó. Xem là xuất sắc đến cỡ nào các bác nhá. Đó. Đây, con thứ nhất các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó. Quay tiếp luôn con thứ hai cho các bác về xem tình trạng của máy nó sẽ như thế nào. Đó, các bác nhìn con thứ hai cũng cực kỳ ok luôn các bác nhá. Máy móc thì em nghĩ là không khác chiếc máy mới là bao. Con này thì tình trạng máy móc thì còn khoảng 90% nữa các bác nhá. Cả hai con luôn. Cực kỳ đẹp cho các bác nhìn ạ. Bộ quà bộ chế của nó, bộ chế hoa khí của nó này. Các bác nhìn thấy có ok không ạ? Đó, cái này cũng thế. Tất cả zin nguyên bản từ A tới Z hết các bác nhá. Cực kỳ đẹp. Có nói chung là con này thì các bác nào mà có nhu cầu về sử dụng kéo khoảng tầm 5-50 đổ về thì mấy con này thì là ok nhá. Đó, còn nếu mà tầm khoảng 5-6-5-7 thì con này thì nó hơi yếu. Đó, 5-7 thì không thể kéo được rồi. 5-6 thì hơi yếu các bác nhá. Vừa nhất là tầm khoảng 50 phân 5-50 đổ về. Đó, 5 tấc. Thì các bác nào mà mấy cái hệ này thì cho các bác nào mà về sử dụng, muốn mà sử dụng gia đình cũng như là dọn vườn nhà thì lựa chọn mấy con này mới là hợp lý được các bác nhá. Còn về khai thác mà cây nặng, cắt máy lớn thì con này thì không thể tải nổi các bác nhá. Đó, hai ốc lam. Cho các bác nào mà về muốn nhu cầu sử dụng gia đình thì lựa chọn con này là hợp lý này. Máy móc thì cực kỳ đẹp rồi. Hàng quá là chất lượng luôn các bác nhá. Đó, các bác nhìn ốc kia trong máy thì sáng tinh luôn. Đó, các bác nhìn thì quá đẹp các bác nhá. Và đảm bảo cho các bác luôn là hai chiếc máy này là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện. Hàng chưa bung chạm máy móc thì nhá. Hàng tuyển chất lượng cho các bác luôn. Nên là các bác không phải lăn tăn gì là bảo là máy như này thì bảo thay thế đồ đạc linh tinh thì không có các bác nhá. Đó, và cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp cho các bác những sản phẩm mà máy đảm bảo chất lượng nhất, uy tín nhất có thể cho các bác. Đó, không bán những dòng sản phẩm mà máy mà qua thay thế linh kiện thì bên em sẽ không có bán mấy cái hệ đó. Đó, nên là các bác xem video ưng ý con nào thì nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì em sẽ ship đến tận nơi cho các bác tầm khoảng một tuần đổ về, tùy tỉnh xa hay tỉnh gần các bác nhá. Đó, tỉnh xa thì cũng mất nhiều ngày hơn. Thì cửa hàng chúng em thì tại Đắk Nông các bác nhá. Tại Đắk Nông. Đó, nếu mà ship ra ngoài Bắc thì nó tầm rơi vào tầm khoảng 4 đến 5 hôm. Còn ship về ship trong miền Nam này chỉ khoảng 2 đến 3 hôm thôi. Đó, cực kỳ nhanh các bác nhá. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Và giá vừa nãy em công khai là hoàn toàn miễn phí ship hết rồi. Đó, nên là các bác không cần phải lăn tan gì cả. Một con này giá 3.1.000 và một con này giá 2.9.000 các bác nhá. Đó, máy tình trạng máy thì đẹp như thiếu thùng rồi. Cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp cho các bác những sản phẩm hàng tuyển chất lượng. Đó. Chỉ bán những dòng sản phẩm sưu tầm thôi.
máy nào cũng đẹp, cửa hàng chúng em lên thì máy nào cũng xuất sắc luôn. Các bác vào kênh Luột Estin của em để tham khảo những hệ máy cưa thì các bác cũng biết à. Bán thì toàn hàng chất lượng rồi các bác ạ. Đó, các bác nhìn quá là xuất sắc luôn các bác nhá. Đó, hệ Echo Curie thì có lẽ hãng này thì các bác cũng không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Đó, đây, toàn chữ Nhật cả đây. Nhiều các bác lại bảo là chữ này chữ Trung Quốc. Thì em cũng không còn gì để nói nữa rồi. Đó. Đó, con núm bơm xăng, con núm bơm xăng phụ luôn các bác nhá. E gió tự động này. Đó, e gió tự động. Đó, bơm xăng phụ ở đây luôn. Con này thì có, hai con này đều có là chủ giật trợ lực lò xo các bác nhá. Trợ lực lò xo về giật thì các bác không phải lăn tan gì cả rồi. Đó. Đấy, hiện tại hai con này thì em cũng đã hết xăng rồi, chưa có kịp đổ xăng. Thấy nó đẹp quá thì quay lên cho các bác xem luôn. Đó, các bác nào ưng ý thì liên hệ qua tre để đặt hàng. Còn các bác nào mà có nhu cầu mà muốn test nổ tiếng máy hoặc là muốn tham khảo thêm thì kết bạn qua Zalo cho em. Em sẽ gửi video test nổ của tiếng máy cũng như là tư vấn cho các bác có thể đảm bảo nhất để cho các bác nào lựa tin tưởng và đặt hàng của bên em. Đó, thì các bác nào mà cần tham khảo thêm thì nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Đó, hoặc là các bác nào muốn nghe tiếng nổ máy thì liên hệ qua cho em để em gửi video test nổ riêng từng con một các bác nhé. Đó, để tránh đỡ mất thời gian của các bác ở trên video. Rồi em chào các bác, hẹn các bác gửi sau.